Chào các bạn nhá. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nguyễn Xuân Bình Vlog. Hôm nay trời ấm áp. Vừa ấy mình về tắm gội cho mẹ mình, mấy hôm nó lạnh quá, tắm gội được. Thì sau khi xong là lên nói chuyện với, tắm rửa xong lên nói chuyện với các bạn này. Đêm qua chắc mọi người là đi chơi Noel là chắc là vui bởi vì thời tiết ủng hộ. Hôm qua trời nó cũng không lạnh lắm đúng không các bạn? Thời tiết rất là đẹp, cho nên là nhiều bạn hôm qua cũng vào Facebook của mình hỏi là anh có đi chơi Noel nó biết gì không. Thì thú thực là mình từ bé là chưa bao giờ đi chơi Noel nào, đúng như thế thật. Bởi vì mình thứ nhất là mình cũng không theo đạo, thứ hai là cái thời trẻ đấy thì mình ở nhà quê thì cái phong trào chơi Noel nó biết này nó không có đấy. Khi lớn lên thì bây giờ nó có phong trào chứ, thì cũng nhiều tuổi cũng ngại không bao giờ đi chơi cả đấy. Là và nhân tiện đây thì cũng chúc tất cả anh chị em, bạn bè là có một kỳ Giáng sinh thật vui vẻ và hạnh phúc bên người thân, gia đình. Đấy, và mong mọi người sẽ luôn ủng hộ mình và chia sẻ để cho cái kênh Nguyễn Xuân Bình Vlog là địa chỉ cho anh em mình, địa chỉ nói chuyện, chia sẻ của anh em mình nó lớn mạnh hơn. Trở lại với câu chuyện thì... Qua hai video trước thì mình chia sẻ về cái chuyện làm hàng của mình ấy. Thì là cũng có nhiều bạn vào hỏi là sao anh Thoàng là ai mà anh hay nhắc đến anh Thoàng. Thì thú thật là sau khi mình bị bắt chuyến hàng đấy thì mình làm thêm mấy tháng để trả nợ chủ hàng. Sau đó là mình không làm nữa và giải tán đội. Thì mình về nhà mấy tháng qua Tết thì mình lại ra ngoài ông cái làm tiếp. Thì ra thì mấy anh em ở thôi đi làm, xin vào chỗ anh Thoàng làm. Thì anh Thoàng ngày trước đây anh không làm cái hàng tươi sống này đâu các bạn. Mà mình cũng giải thích luôn với nhiều người chưa hiểu cái hàng tươi sống. Thì ngoài đấy như bọn anh Thoàng làm tự hàng tươi sống thì ngoài đấy người ta gọi thời đấy người ta gọi là cống xìn cua cá đấy. Những ông chủ mà làm những cái hàng đấy người ta gọi là cống xìn cua cá đấy. Thì mặt hàng đấy nó là hàng tươi sống, nó bao gồm là hàng cá đông lạnh này các bạn, tất cả cá đông lạnh rồi kỵ cua, ếch, rắn ba thuồng luồng, rùa rồi tê tê đấy, những cái mặt hàng đấy người ta gọi là hàng tươi sống. Thì vào cái thời điểm đấy thì Đại Ca Phương đang nổi lên đấy, là đang thôn tính tất cả các hàng tươi sống này vì hàng này nó lợi nhuận nó rất là cao đấy. Cho nên là thời điểm đấy cái chú Thức Trường ấy, chú Thức ấy, thì chú cũng rất là nhiều cái hàng này. Và khi anh Phương anh nổi lên thì chú cũng lo là sẽ mất hàng về thành Phương, thế mới gọi anh Thoàng vào làm chung. Đấy. Thì hai người vào làm chung thì đấy là làm cái hàng đấy gọi là hàng tươi sống. Thì ngày đầu tiên mình đi làm các bạn, ngày mình đầu tiên mình ra mình đi làm thì cũng nói chung mà mình thì làm bao nhiêu năm, gần 4 năm làm hàng đường biên, bên kia làm hàng vải, hàng quần áo rồi điện tử, xe đạp lằng nhằng, bên kia thì mình quen bên đấy rồi, nhưng mà về cái mặt hàng tươi sống thì mình lại chưa biết. Ở bên khu bên cửa khẩu thì mình chưa biết, mình làm hàng đường biên bên giáp bên cửa khẩu bên kia thôi. Thì nhiều khi vẫn cứ bỡ ngỡ về cái chuyện hàng tươi sống này. Thì khi ra cái thì anh Thoàng anh mới dắt ra chỗ anh Long Ngọ. Thời anh Long Ngọ cũng đang làm Long Ngọ trước quân của anh Thức Trường, chú Thức Trường. Thì anh Thoàng anh giao của đấy giao cho anh Long Ngọ kèm thằng Bình này. Thì hướng dẫn nó đi làm biết thì hướng dẫn cho nó quen. Thì ngày đầu tiên mình đi làm, đi cùng với anh Long Hoàng á, thì mình nhớ là buổi đầu tiên là đi hàng dưới cảng Thọ Xuân đấy. Thời điểm mới là tất cả hàng hay đi xuống dưới đấy, bắt đầu từ dưới đấy mới đi thẳng lên, nên qua chỗ cửa khẩu mới sang bên Trung Quốc, đi bằng đò thuyền máy lên. Thì thời đấy nó thật sự các bạn gần như là toàn tranh cướp mới hải quan đấy, đi chấp nhận đi qua cửa khẩu là gọi như là gọi cướp luôn ấy.
giằng co, nhiều khi là cứ phóng đỏ phóng vòng vòng qua cửa khẩu. Thế là buổi đầu tiên mình đi làm thì nói thật sự các bạn hãi, vì sao hãi đến bây giờ luôn, cái thời điểm ấy, là mọi người biết cái con rắn đẻn đẻn biển ấy, thì nó cứ từng chồng đẻn một như này, từng hộp một như này nó vận chuyển ra ngoài móng cái các bạn, thì người ta gọi là đẻn, cái đẻn đấy không biết là mà dân biển biết gọi là con gì thì mình không biết, nhưng mà ngoài đấy bọn mình làm gọi là rắn đẻn, là rắn biển. Thì rắn biển đẻn biển ấy nó có hai loại, một loại thì không độc, một loại thì là cực độc luôn. Thì khi bắt đầu là dỡ từ đẻn ra để cho vào bao để xếp vào đò cho nó gọn các bạn, thì buổi đầu tiên mình đi làm thì cũng gọi là con ong chăm chỉ thấy người ta làm, người ta cứ bắt rắn người ta cho vào bao. Thì chẳng nhẽ các bạn bảo ngày đầu tiên đi làm mình cứ đứng không chắp tay đít, thì bọn anh nong biết thì mình không nói, là bọn anh làm lâu mình không nói, nhưng mình mới đi làm thì thấy người ta làm mình cũng làm vào, cũng thò tay bắt rắn như người lớn đút vào trong bao, cứ nhặt từng con một từng con. Cái rắn đẻn thì nó thật sự các bạn lên bờ nó rất là hiền đấy, nó kiểu như mù, cầm thấy mọi người cầm bình thường đút vào trong bao, mình cũng xuống mình bắt, cũng nhắc hiền không cho trong bao. Thế lúc đó anh Thoảng anh lại phi xuống dưới đấy anh xem hàng hóa nào, thì anh vừa nhìn thấy anh quát thằng Bình lên ngay, ai cho mày bắt rắn. Thì xong bắt đầu anh Thoảng nó mới mắng bọn anh Long, bảo mẹ nó mới đi làm mà sao ông để cho nó cầm rắn này nó cực độc luôn ấy. Bởi cái đèn biển thì mình không biết, nhưng mà cái loại độc của cái rắn độc của biển ấy, người ta bảo lên khô là cắn rất là nguy hiểm, gần như là vô phương cứu chữa luôn con đèn biển. Thì thấy anh Thoảng nói thì hại toát vã mồ hôi. Anh Thoảng anh bảo riêng mày hôm nay mày bị cắn thì không cứu được, riêng cái loại này mà nó lên khô nó cắn thì không cứu được. Thế anh mắng bọn Long một trận chính thức hại. Thế các bạn, thì anh Long anh mới bảo cứ tưởng tôi cứ tưởng nó không biết bắt, không biết ông Long Hoảng ông có xem cái clip này thì ông nhớ cái buổi ấy. Ông Long còn bảo là cứ tưởng nó biết bắt, thì thấy nó xuống nó bắt cũng bắt được bình thường như mọi người, thì không nói cái gì. Thì là anh Thoảng anh mẹ nó mới đi làm nó biết cái gì mà nó mới biết bắt, ông lớn ông béo biết cái gì cả. Anh Thoảng anh còn bảo ông Long như thế. Thì mà buồn cười đâu, về từ đấy nó thật sự các bạn không bao giờ mình sợ rắn, nói thật đấy. Kể cả biết nhiều khi là biết thời đấy mình làm mà nói thật sự các bạn là tất cả các loại rắn ra ngoài đấy về sau làm quen hết biết hết, bởi vì từ trong miền Nam kể cả từ Campuchia chiếc là cũng đưa ra ngoài hết ngoài không cái này. Bao nhiêu loại rắn là mình biết hết, nhưng kể cả con nào độc con nào không độc thì mình cũng biết, nhưng về sau mình bảo thôi tốt nhất là không sợ đi, bởi vì cái đấy đây việc đấy nó không phải của mình thì tốt nhất là không sợ đi. Còn mình cũng kể luôn các bạn về các con đẻn biển này nhé, kể luôn các bạn về chuyện về con đẻn biển này. Thì hôm ấy cái đội bên nhánh Phương ấy, Phương Linh Hột ấy, thì có một thằng kiểu vạn vác hẳn một chồng đèn lên các bạn. Thì thường là từ hàng nó vận chuyển từ trong mình này ra ngoài đấy, hoặc trong miền Trung chiếc ra ngoài ấy, thì nó cứ xếp từng đèn một này xong nó buộc dây vào. Thì hôm đấy thằng kiểu vạn bên nhánh Phương Linh Hột ấy, mới vác một chồng đèn xuống dưới cửa khẩu. Vừa đi qua cửa khẩu phát thì hải quan biên phòng thấy chạy toán loạn. Thì thằng kia tự nhiên một thấy mình vác xưng cái lại thấy mọi người chạy toán loạn, cứ đang nhìn như thế này. Thì anh Phương anh hôm đấy mình nhớ là anh Phương anh vẫn đội cái mũ lá, anh ra anh quát bảo đứng im, bảo thằng vác cái chồng đèn ấy. Thì thằng kia thấy anh Phương anh quát phát thì cũng đứng im. Thì anh Phương anh bảo không được cựa quậy cái gì, đứng yên tại chỗ như thế. Thì lúc ấy mọi người xô vào nhìn thì một con đèn nó vắt ngang cổ này, đầu nó thò xuống tận đây rồi, một con thì vẫn đứng sau gáy này, bởi cái chồng đèn nó bị lệch ra các bạn. Chồng đèn nó bị lệch ra thì đèn nó chui ra. Nếu mà các bạn tính cái con đèn mà nó cắn vào cổ này thì garo ở đâu? Nếu cắn vào cổ này thì garo ở đâu?
Thế anh Phương mới quát đứng im thì thằng kia cũng đứng im. Thế anh mới bảo ông chủ hàng ra bắt từ từ, và thằng chủ hàng nó mới luồn tay nó đưa từ từ, nó nhấc nó lại để vào trong cái đèn đấy. Xong bắt đầu mới lúc đấy mới hạ xuống. Mà nói thật sự các bạn, cái mình còn nhớ cái thằng kiểu bạn bên nhà anh Phương nó mặc cái quần ga cũ nhá, mà đái ra quần luôn. Nói thật sự luôn các bạn, nói ướt ướt cả đúng quần. Nó sợ bởi vì là nó làm hàng lâu rồi, nó biết cái giống đẻn này nó cực độc luôn rồi. Cho nên nó hãi, hãi cái là vãi đái ra luôn. Thế để từ 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 xong bắt đầu là mới chồng lại cẩn thận. Đấy, chồng lại cẩn thận thì mới vác tiếp. Hướng bố kiểu vạn bố hãi. Đấy các bạn, nhiều khi là thời mình làm nói thật sự các bạn, nhiều hôm xe nó ra các loại rắn mình gọi là hổ mang bệnh, trong miền Nam thì cứ không biết là gọi là gì, nhưng bên ngoài mình gọi là bệnh đen, các loại hoang dã nó cực kỳ dữ luôn. Đám con nó còn sổng ra ngoài cửa khẩu, nó còn đuổi cả người luôn, các loại gần 2 cân nó dữ, cứ nhìn người nó phi vào chạy toán loạn ra. Cái thời điểm đấy, nói chung là rắn giết mình thấy là hầu như cái chủ hàng thời điểm đấy, đa số những thằng đi bán hàng ở, kể cả bên chủ hàng bên nhà anh Phương phía của mình thấy là nhiều người đa số bị cụt tay, kể cả rắn thật rắn chuyên nghiệp là nhiều khi là chúa hoặc cũng mang chúa hoặc mang bệnh này nó cắn là không kịp chữa chạy là bị hoại tử, phải tháo khớp. Nhiều thằng mất cả 2-3 ngón tay đấy, còn đi bán hàng tươi sống này đấy, nghề làm nghiệp đấy, cho nên là thợ to nhưng mà vẫn bị tháo khớp là chuyện bình thường. Là nói thật sự các bạn, cái thời điểm ấy nhé, thời điểm mình bắt đầu mới đi làm hàng tươi sống này, thì thời điểm mới đi qua cửa khẩu nắm buổi đi qua như kiểu cướp luôn với hải quan. Trước thời điểm ấy, cái ở khu chỗ cửa khẩu nó có đò của hải quan, nó gọi đò hải quan ở giữa sông luôn. Nhưng thời điểm lắm khi là trên biên ấy, kể cả bên nhà anh Phương luôn, nhà anh Phương khi nó cấm biên đặc nhiệm nhất nó ra, nó cấm đặc nhiệm biên phòng nhất nó ra làm ở biên ấy, thì cũng không đi được, bên anh Phương không đi luôn. Nên nhiều khi là phải liều cả bên anh Phương và bên mình là đi dưới sông cướp luôn, cứ chọn đò khỏe xong bắt đầu là chơi ít một thôi, lên xong bắt đầu là mỗi thằng cầm cái xào bên cạnh, mỗi đò hai thằng hai bên xong bắt đầu phi qua cửa khẩu luôn, phi trước mặt hải quan. Chứ mà hải quan thì nó thật sự là mình cũng không bao giờ mình dám đánh chiếc trẻ qua hải quan đâu. Nhưng thí dụ cái cát lốt của hải quan cứ gần vào nơi cái mình lại cầm cái xào mình du cát lốt ra. Nắm thời điểm nó khó khăn, phải làm đến mức độ như thế mà các bạn, cướp luôn. Cái thời điểm đấy thì cái hàng tươi sống này thì nói thật sự là những cái lực lượng chức năng ấy, người ta cũng ngại va chạm cái bọn hàng tươi sống rồi. Thì người ta gọi cống xỉn cua cá ấy. Lính cống xỉn cua cá này thì thời điểm đấy thì là gọi là máu nhất ở cái khu cửa khẩu. Thì bên anh Phương này, anh Thoàng làm bên anh Phong Hằng làm cái hàng tươi sống đấy, mấy người là máu mặt đấy làm. Nhưng đấy thì quân thì thời điểm đấy, quân hàng tươi sống toàn ông máu mặt thôi, cho nên là lực lượng chức năng thời đấy nó cũng mỏng, nhiều khi cũng va chạm chứ cũng ngại va chạm. Thế là lắm lúc là liều là phải đi theo kiểu thế. Đúng, nói thật sự các bạn, đúng nhiều khi nghĩ vì miếng cơm mà nháo. Đấy, về sau này như thời điểm bây giờ nói thật sự các bạn, mà làm theo kiểu thế bắt ngay đi tù ngay. Đấy, bây giờ về sau này nó lắm đội, lắm cơ quan chức năng nó làm đấy, thì không chơi theo kiểu bọt mạng hay được. Còn thời điểm mình làm ấy thì thời điểm đầu anh Phương ấy còn gạt cả những đường ở trong đường biên để đi vào, cứ bảo sao anh Phương giàu nhiều. Nói thật sự là
Các bạn tưởng tượng nha, có những buổi, những ngày 8-9 ô tô hàng đấy, là rắn rết ba ba thùng buồng đi thì làm sao không giàu. Thì cũng giải thích luôn các bạn, gọi là cống xin cua cá này, thì làm thì là những anh ấy là không mất vốn. Thí dụ chủ hàng về sau là anh Phương anh giàu có, thì làm thì thí dụ những chủ hàng mà buôn bán mà thiếu vốn hoặc là nhiều khi làm ăn thua lỗ liếc thì anh lại cấp vốn cho để đi buôn. Đấy. Có thời điểm anh Phương còn như thế. Nhưng mà thí dụ bọn anh làm thì kể cả bọn anh Thoáng hay bọn anh Phương làm ấy, thì là chủ hàng trong này đi buôn ra. Đấy. Mang hàng đấy ra thì như bọn bên hàng tươi sống có trách nhiệm đón từ cây 15. Đấy, trạm kiểm soát cây 15 các bạn. Đón hàng từ đấy, làm thuế làm thiết, làm luật cho em xong vào. Vào xong bắt đầu mới đi để đưa sang bên Trung Quốc. Đưa sang Trung Quốc bán cho cả nếu chủ hàng vừa chủ hàng sang rồi kể cả bên cống xỉ làm thì cũng cho người sang để bán cái hàng đấy. Bao nhiêu cân, thí dụ mặt hàng nào tính bao nhiêu đồng một cân. Đấy là lấy cái tiền bao đó, tiền làm luật ấy. Thì làm cho chủ hàng cái đấy thì cứ đưa sang bên Trung Quốc. Thí dụ cá, mặt hàng cá thì hoặc là những cái gì mà làm thuế được các bạn, làm thuế được thì làm luôn ở cửa khẩu Tiểu Ngạch, cửa khẩu Cá Long ấy, thì làm thuế sang bên Trung Quốc. Như cá kiếp thì đi thẳng cửa khẩu luôn. Đấy. Thời điểm mà lúc đầu mà rắn giết nó chưa cấm các bạn, chưa cấm mạnh. Hình như là thời điểm đầu mình lúc mình chưa làm vào thì nhiều mặt hàng rắn là không cấm, vẫn đi cửa khẩu được. Đấy. Bởi thời điểm mình đi là vẫn còn đi túc tắc qua cửa khẩu được, mình đi làm hàng rắn giết vẫn túc tắc đi qua cửa khẩu được. Nhưng sau đấy một thời gian thì bao nhiêu mặt hàng rắn rất là cấm luôn, không đi qua cửa khẩu. Thì nhiều loại vào rơi vào sách đỏ hoặc là hàng cấm kiếp, hoặc là người ta gọi động vật hoang dã. Thậm chí có nhiều loại động vật trong sách đỏ như TT di tiết và nhắn thì lúc đấy là cấm ngặt. Thì những cái tất cả những cái hàng đấy là lại phải lậu qua biên, đi qua biên không được làm thuế nước thì phải buộc phải đi qua biên. Thì bọn mình là thí dụ những cái đội bên anh Phương cũng thế mà bên anh Thỏ cũng thế, là có một vài người là chịu trách nhiệm đấy, làm ở cửa khẩu thì cũng là mặt hàng cá kiếc là nhà làm thuế ngoài đấy, rồi đôn đốc kiểu vạn biết khênh cá kiếc trong đò đi sang Trung Quốc. Còn một đội thì là có trách nhiệm làm ở đường biên đấy, như trước mình thì làm bên anh Thỏ mình có trách nhiệm làm ở đường biên, đưa những mặt hàng mà gọi là thời điểm là cấm thì đi qua biên sang bên kia. Đấy, thì đó cứ đón cứ hàng từ cây 15 xuống cái là bọn mình là nhận xong bắt đầu là đưa sang Trung Quốc. Đấy, thì đại loại là như thế. Thì đấy cái những cái thời điểm đấy thì bọn mình được cái là cứ đi làm thì mấy anh em thời kể cả cái thời mình mới đi làm thì Trấn Điên thì là vẫn đang đi tù. Trấn Điên đi tù với vụ đánh nhau, đánh Phương ấy. Thì đi xong bắt đầu đợt anh Trấn đi hình như hơn năm thì về. Về xong lại đi làm cùng mình. Mình Hưng Mán với bọn anh Long Hoàng đi làm quân anh Thoảng. Thì sau Trấn Điên đấy. Về sau mình sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện. Trấn Điên đầu tiên là cái vụ đánh nhau quận biên anh Phương ấy. Đi tù xong bắt đầu về xong về sau lại đi làm với anh Phương, về sau vừa dính cái vụ cuối cùng này. Thì dần dần mình sẽ những cái câu chuyện nào thì được phép kể, gọi là được phép kể thì mình sẽ kể với anh em, bởi vì anh em nhiều người phải thực sự thông cảm như thế này này, những câu chuyện này mình kể cũng không có cái ý gì cả, nhiều người không biết thì mình kể lại cho các bạn nghe thôi. Chứ đây là cũng không phải là bới móc chuyện này chuyện nọ ra, bởi vì những cái chuyện này thì ai cũng biết rồi. Đấy.
chẳng qua là đấy là ai cũng biết là chuyện nó phơi bày ra rồi, chứ không phải là mình bới móc hay moi móc cái gì ra. Bởi vì nhiều bạn trẻ hoặc những người chưa 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 hiểu về những cái chuyện này thì mình kể cho thôi, còn những cái chuyện này đối với những người ở dân ở Móng Cái hay những người làm ngoài Móng Cái thì nó là chuyện rất là bình thường rồi, đúng không các bạn? Đấy, cho nên là mình cũng không có ý gì là phải bới móc hay thế này thế nọ ra. Những cái câu chuyện nào mà mình kể nó cũng không ảnh hưởng gì thế này thế nọ, mình sẽ chia sẻ với các bạn, cũng chỉ là ngồi anh em mình tiếu táo cho nó vui thôi, đúng không các bạn? Đấy thì dần dần mình sẽ chia sẻ với các bạn. Chắc chắn là anh em mình còn thời gian nhiều với nhau, đúng không? Đấy thì mọi người cố gắng giúp mình chia sẻ. Nếu chia sẻ được trên Facebook thì chia sẻ giúp mình, cho mọi người biết đến kênh của mình nhiều hơn. Thôi câu chuyện hôm nay tạm dừng đến đây thôi nhé các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.